phong tỏa hẹp nhất có thể và truy vết xét nghiệm rộng là mục tiêu mà Đà Nẵng kiên định triển khai khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đồng thời, với việc tăng cường kiểm tra, xử phạt bên trong và ngoài khu vực phong tỏa luôn được duy trì để hạn chế lây chéo trong khu phong tỏa, nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh. Khu vực này là một trong số điểm nóng COVID-19 vùng cấp độ 4 trên địa bàn xã Hòa Sơn. Chỉ trong một ngày, số F0 tại khu dân cư này tiếp tục phát sinh vì liên quan đến dịch tễ tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Chính quyền địa phương phải kích hoạt ngay tổ COVID cộng đồng, túc trực 24/24 giờ để giám sát các trường hợp F1 nguy cơ cao nhằm hạn chế lây chéo trong khu phong tỏa. Đa số người dân là sống địa bàn nông thôn, người thân, gia đình họ hàng là ở gần sát với nhau. Cho nên là việc phòng chống dịch đối với các trường hợp mà người ở chung với nhau rồi nhiều thế hệ, cho nên là cái nguồn lây là nó khó kiểm soát. Phối hợp với lại cấp ủy chi bộ, ban nhân dân thôn và tổ COVID cộng đồng của các thôn triển khai đồng bộ các biện pháp như là giám sát F1, F0 mà được điều trị tại nhà và tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp buôn bán để đúng theo quy định về phòng chống dịch, và cũng đồng thời cũng ra quân vừa đi tuyên truyền vừa nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Xác định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, các địa phương thực hiện phong tỏa hẹp nhất có thể, nhưng tiến hành xét nghiệm rộng theo chu kỳ, đồng thời thực hiện khóa chặt khu vực vùng đỏ, tuyệt đối không thể người từ vùng dịch, vùng nguy cơ cao đến những vùng khác. Không cho người dân ở từ ngoài vào cũng như là người dân từ trong này ra. Hiện tại là nếu mà có những trường hợp vi phạm thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản và sẽ phối hợp với công an phường xử lý nghiêm những trường hợp này. Đồng thời thì chúng tôi cũng tuyên truyền người dân là không được ra khỏi nhà. Với chủ trương khoanh vùng hẹp, giám sát chặt được xem là giải pháp phù hợp, Đà Nẵng cũng kiện toàn và phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch, đồng thời đẩy mạnh xử phạt đối với những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không tuân thủ biện pháp phòng dịch bằng nhiều hình thức khác nhau.